làm rồi. Em chắc lấy cách đây cả tháng rồi em hè. Cụ hè. Em biết hôm trước chị ở đây hắn thấy nhiều. Mụn ẩn ấm nhiều mà lâu chị ngày. Lâu ngày ông mới đi lấy một lần á. Ừ hết giờ. Giờ cao lên chị xí được không? Bị cấn cái tay gì? Em nằm xít lên chị xít được không? Không, mặt nữa là không, mặt nữa là Phượng Phượng rửa mặt thôi. Nhan đuổi đời ở khách nữa à, lần kia không thấy Nhan đâu, sao Nhan phải đến tình diện rồi Nhan xuống. Lâu lâu không thấy Nhàn đâu lại tưởng Nhàn mất tích à.
Giờ ông đi dễ chảy máu. Giờ ông dễ chảy máu. Được mấy phút đi. Không mua chi cả, nhọc lắm. Đi đường xa con nhỏ. Với lại vừa về nhà cũng không có ai hàm hố đồ đi kia. Thôi, đem hết hơi, đem tiền về là được. Tiền về cho cái người tớ được em ơi. Là mừng. Em nghe giống chị ra. Chị đó, một lần về là gì mà mình ứng 5 giờ mô nằm. Nằm chiều rồi bố mẹ nấu cơm cho ăn. Bây giờ chồng à, thì y đó luôn đó. Nó không trật mô được. Thiệt chị lên một lần chị về chồng chị ngủ chị nơm nớp lo sợ đó đó. Ghê quá, tỷ được rồi, tham lắm. Đã mơ luôn chị. 10 tỷ. 1 tỷ là nhiều rồi. Ghê quá mẹ ơi. Bà không bao giờ có được nữa chứ. Ừ. Mơ câu á. Giờ là suy nghĩ rồi, kinh doanh cái gì mà. Giàu. Ừ. Mấy phút rồi ta? Mấy chút đi là em dơ cao cao xin chết nhìn hơn. Dơ máy cao cao lên tí. Dễ nhìn. Nóng hả? Mọi người coi mấy độ mọi người. Mình ngồi đây mà mình không thấy mát luôn. Hey. Có ai không? Nhàn ơi có coi ai không? Coi giùm coi mấy độ ở Nhàn. Không có ai hết. Nhàn này. Ngồi tán đã hơn này. Mấy độ Nhàn? 24. Cho xuống 20 đi. Ừ. 11 phút nói chị nhé. Cha nó không thấy nói gì mới đầu trời. À
ai hú nó thấy những đồ chè rồi. Nhà loại kia thôi nha. Gọi điện đi. Có chị chăm miếng nước vô em đang hầm đảo á. Chăm giùm cho em miếng nước. Nhận nó chạy không nữa đi. Không có cái giờ, không có cái đặt giờ mọi người. Không trời. Cái kia kìa, cái mà rồi á. Em hầm bằng cái rơi hả? Rồi 11 rồi chị ạ. Em hầm bằng cái rơi hả? Không, 11 rồi. Rồi ok.